Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng báo cho bạn cái tin mừng là cái khu mình là đã được xuống cái chỉ thị 15 rồi, là có thể đi được rồi. Thì mình coi một hai ngày nữa coi mấy cái mà cửa hàng bán đu bít ở ngoài chợ á, nó có bán á, thì mình sẽ làm cái video quay cái cảnh mình đi vô ngoài đó mua giống như mấy cái video trước á, để coi coi người ta có bán hay không. Với lại cái đơn hàng ở trên Shopee của mình á là nó đã được nhận rồi, nhận ba bốn đơn hàng rồi đó, thì hy vọng là không biết chừng nào nó về thôi. Thì nó nhận tức là nó sẽ về á, mà không biết lâu hay mau thôi. Thì hôm nay á mình cũng học thêm được hai hai trường hợp nữa, là tổng cộng là 12 trường hợp nè đó. Thì mình đang cố gắng mình học nhưng mà mình thấy chua quá các bạn. Tại sao không? Thứ nhất á là cái trường hợp mà dấu cộng á, cross á, mình còn chưa có tối ưu hóa nữa, mình làm cái dấu cộng mình mất cộng 10 giây đến 20 giây luôn á, rồi chưa tính đến F2L nữa, giống như mình chưa tối ưu hóa được hai bước đó nữa. Mình chỉ học được hai lóc ORL với lại bây giờ đang học BRL thôi, còn cái F ngay cả cái dấu cộng á, là cái dễ nhất luôn á, mà mình còn làm rất là lâu nữa, không biết làm sao nữa. Thì thôi kệ, nó cứ dán học hết cái đống này trước đi, rồi tính gì tính, từ từ học cho quen. Thì đây là hôm nay là mình học thêm được hai trường hợp nữa, là tổng cộng 12 trường hợp nè đó. Thì nói chung như là nó 12 trường hợp chứ thật sự á, nó chỉ là chừng 4 5 công thức về à. Tại vì ba cái này nó cũng cũng cơ bản rồi, mình mấy bữa nay mình học có mình làm đi làm lại, mình thấy nó đơn giản lắm. Nó chỉ là giống như mấy cái trường hợp mình đã từng làm qua rồi thôi, nhưng mà chẳng qua mình không có làm thường xuyên, cái lâu lâu mình quên thôi. Giờ đây mình làm cho các bạn coi nha. Đó, đây là cái trường hợp đầu tiên. Đó, trường hợp này là đối diện nhau nè, đỏ cam nè đó. Rồi mình làm cho các bạn coi nha. Đó, đúng không? Rồi bỏ qua một bên. Đây là trường hợp xéo. Đó, các bạn thấy không? Nó xéo. Đó. Rồi. Còn đây trường hợp này là đó, mình quay cho các bạn coi nha. Đây mặt vàng còn dưới đây mặt trắng nè đó, mình quay cho các bạn coi nha. Đó. Đó. Nói chung ra là làm thì nó không có lẹ, không có tốc độ, nhưng mà mình thấy mấy cái trường hợp này là mình làm cũng quen rồi. Đó, cái trường hợp này là ngược ngược lại với cái trường hợp hồi nãy á. Rồi, cứ bóc đại đi. Này, bên đây. Bóc đại đi. Trường hợp này là trường hợp cơ bản, nó dễ rồi. À, trường hợp chữ V nè.
trường hợp này như trường hợp chữ T này thì phải, đúng không các bạn? Đó. Không. Nói chung ra là 12 trường hợp, bây giờ mình sẽ dán cố gắng mình làm sao cho nó nhuyễn cái tai á, nó đúng là mình nghe các bạn góp ý á, là mình quen cái tai chứ không phải là mình nhớ cái đầu nữa. Nói chung là tại vì mình Fingerchip mình chưa có quen á, đâm ra mình sợ mình làm lẹ cái nó bị chệch đi thôi. Đó, thì cũng cảm ơn các bạn đã góp ý mình cái cách học sao á. Chắc mình học, nói chung ra mình học xong 21 cái BLL này rồi mình làm cho nhuyễn thôi, chứ mình thấy nó cũng chua lắm. Nào là phải F2L rồi nội cross rồi gì tùm lum la nữa đó. Giờ thôi mình làm video ngắn ngắn vậy thôi, thì khi nào mà mình nhận được Rubik mới đó, về mình sẽ làm cái review những cái con Rubik mới, tại vì mình đặt rất là nhiều Rubik biến thể rồi Rubik mới đủ thứ luôn, có gan gan 11 em rồi đủ thứ các thứ luôn mà những bạn mà yêu cầu từ trước tới giờ đó. À, thì hy vọng các bạn vẫn ủng hộ mình rồi vẫn xem mình nha, mặc dù video dạo này nó chán quá. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Bye bye, chào tạm biệt.